Màn nhung vừa mở, sân khấu đã rộn ràng sôi nổi một thế giới dân dã với bao nhiêu sinh hoạt làng quê trong nhiều thời khắc. Khán giả được đưa về một thời xa xưa, nơi ấy con người hồn nhiên sống giữa thiên nhiên và huyền thoại. 17 tiết mục rối cổ truyền đã được phục dựng, nối kết thành một sâu chuỗi. Mỗi tiết trò là một câu chuyện, mỗi câu chuyện được thời gian gọt giũa đã lóng lánh như một viên ngọc, làm dậy lên bao sự trầm trồ của người thưởng lãm tích trò. Sự phối hợp nhịp nhàng của những nghệ sĩ ẩn mình trong nước và nép trong những nếp tre xanh để điều khiển rối, cùng với những nghệ nhân tài hoa trong dàn đỉnh xứ.